Xin chuyển sang thông tin khác. Trong dịp nghỉ lễ, các bãi biển ở thành phố Đà Nẵng nườm nượp người đổ về để giải nhiệt. Đặc biệt là bãi biển Mỹ Khê, nơi được bình chọn là đẹp nhất hành tinh, không chỉ dày đặc người dưới nước mà trên bờ cũng có rất nhiều người đi dạo mát hoặc ngồi hóng gió. Trong khi đó, một số bãi giữ xe phục vụ khách tắm biển cũng đông đến nghẹt thở. Càng về chiều, lượng người đổ về bãi biển Mỹ Khê, Phước Mỹ càng đông hơn. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng năm 2024 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn như thả diều nghệ thuật, hội thi cứu hộ quốc tế, trưng bày tượng cát nghệ thuật, show diễn thời trang nhí, trải nghiệm du lượn, thi bơi vượt sóng mùa hè Đà Nẵng. Ngoài ra, nhiều khu vui chơi ven biển Đà Nẵng cũng đang tung ra những chương trình mới để phục vụ du khách dịp này.